Hội bạn thân quyền lực của Diệp Lâm Anh, bà xã Cường Đô La sở hữu chuỗi nhà hàng hạng sang, một cô ly hôn đại thiếu gia vẫn tự tin làm bà chủ luật thương hiệu đình đám. Tuy kín tiếng nhưng nhóm bạn thân của Diệp Lâm Anh luôn khiến khán giả phải ngưỡng mộ bởi mối quan hệ gắn bó, bền chặt hàng thập kỷ, chơi cùng nhau từ những ngày đầu chập chững bước chân vào nghề. Đến nay hội chị em của Diệp Lâm Anh đều đã có sự nghiệp thành công, cuộc sống xa hoa, song họ vẫn vô cùng thân thiết, luôn bảo vệ nhau trước mọi sóng gió. Xuất thân là trưởng nhóm nhảy nổi tiếng bậc nhất Hà Thành những năm 2000, Diệp Lâm Anh được khen ngợi bởi khả năng vũ đạo đỉnh chóp, kỹ thuật điêu luyện. Nhưng sau đó, người đẹp sinh năm 1989 dễ hướng sang nghề người mẫu khi tham gia chương trình Việt Nam Next Top Model 2010. Thậm chí, sau khi vào showbiz, cô còn phát triển đa dạng lĩnh vực như diễn viên, MC và đều gặt hái được những thành công nhất định. Năm 2018, sau màn cầu hôn ngọt ngào, chấn động cõi mạng, Diệp Lâm Anh chính thức theo chồng bỏ cuộc chơi. Cô chuyển hướng kinh doanh ngành F&B, mở quán bar, thời trang. Thế nhưng do rắc rối hôn nhân mà đến đầu năm 2022, cô mất quyền điều hành ở công ty trà sữa đình đám và phải đóng cửa quán Lounge. Hiện tại, dù không còn chồng đại gia bên cạnh nhưng cô vẫn tiếp tục kinh doanh thương hiệu thời trang riêng, bước chân vào mảng livestream bán hàng. Cô rất chăm chỉ sáng tạo nội dung làm đẹp, hợp tác cùng nhiều thương hiệu mỹ phẩm lớn. Ngoài ra, cô cũng đang vướng vào ồn ào kiện tụng, tranh chấp quyền nuôi con khi ly hôn với chồng doanh nhân. Trong hội bạn thân của Diệp Lâm Anh, Đàm Thu Trang có lẽ là mỹ nhân số hưởng nhất. Kể từ sau khi kết hôn với đại gia Cường Đô La, cô lui về ở ẩn và không còn hoạt động trong làng giải trí. Thay vào đó, cô tập trung chăm sóc tổ ấm và có công việc kinh doanh riêng. Có chồng hậu thuẫn, lại sở hữu bản lĩnh kinh doanh nên Đàm Thu Trang mở công ty kinh doanh mảng F&B với chuỗi nhà hàng hạng sang tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành khác. Cô khiến khán giả ngưỡng mộ khi được chồng yêu chiều hết mực. Nhiều lần, Cường Đô La tặng hàng hiệu đắt đỏ, thậm chí là siêu xe hàng chục tỷ để chiều bà xã. Cũng đa tài chẳng kém cô bạn thân, Kiwi Ngô Mai Trang cũng từng hoạt động trong làng giải trí với vai trò người mẫu, ca sĩ. Nhưng sau nhiều năm, cô tạm gác lại đam mê nghệ thuật, lui về để chăm sóc tổ ấm gia đình và tập trung kinh doanh. Nghe nói, cô đang là chủ của một số cơ sở làm đẹp, thời trang, đồng thời là giảng viên khóa học thẩm mỹ ở nhiều quốc gia. Cô có hôn nhân viên mãn, ngọt ngào bên ông xã suốt 15 năm. Kết tinh của tình yêu đẹp ấy chính là bốn nấc tỷ đáng yêu. Sau cuộc thi tìm kiếm người mẫu Việt Nam 2010, ông Chuẩn và Diệp Lâm Anh trở thành những người bạn thân thiết. Cô từng hợp tác với nhiều tạp chí thời trang lớn cũng như các nghệ sĩ đình đám showbiz. Hiện tại, ông Chuẩn đang là bà mẹ hai con. Cô không còn xuất hiện trong các sự kiện giải trí với vai trò người mẫu nhưng vẫn là cái tên hot trên mạng xã hội. Người đẹp được quan tâm bởi cuộc hôn nhân thú vị với diễn viên Tùng Min. Trần Hiền có lẽ là người kín tiếng nhất trong hội bạn thân của Diệp Lâm Anh. Cô hoạt động trong showbiz không quá sôi nổi nhưng vẫn giữ mối quan hệ cực kỳ bền chặt với nhóm bạn người mẫu. Giờ đây, cô đã lui về hậu trường để chăm lo cho tổ ấm. Hồi đầu năm 2022, cô bất ngờ thông báo kết hôn và mang thai con đầu lòng. Có thể thấy, hội bạn thân của Diệp Lâm Anh ai cũng xinh đẹp, giỏi giang và độc lập, mạnh mẽ. Dù không thường xuyên khoe tình cảm trên mạng xã hội nhưng ai cũng biết và ngưỡng mộ trước tình bạn bề đẹp của họ.